Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái điểm cực kỳ quan trọng đối với các phong thủy, đó chính là cầu thủy tinh hay là gọi là hạt châu. Để biết được cái nguyên tắc hoạt động của hạt châu đó như thế nào thì mình đã đặt hàng cho Shopee về hai bộ hạt châu và cái đế nâng hạt châu để chúng ta có thể lắp vào những cái phong thủy sắp tới mình sẽ làm, và mình sẽ gắn cái hạt châu này vào. Thông qua cái video này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn hạt châu là nó như thế nào và cái nguyên tắc hoạt động của nó ra làm sao và cách sử dụng nó như thế nào nữa. Và chúng ta sẽ tiến hành đập một cái bộ hạt châu này, và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để lắp hạt châu xoay trên cái đế hạt châu và rất là nhiều ánh sáng trên đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành đập nhé. Và đây là gói hàng mình nhận bên Shopee theo cái địa chỉ mà mình mua hàng đây, đó là shop Nhã Nam và cái địa chỉ là ở Hà Nội nha, có số điện thoại này. Đây là phụ kiện các nước phong thủy gồm có hai quả cầu thủy tinh và hai cái phễu nhựa, nó xoay trên cái phễu nhựa đó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui hộp bên trong để xem cái hạt châu này nó như thế nào nha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách lắp hạt châu và để như thế nào để cho hạt châu có thể xoay và có thể có nhiều màu sắc, nhiều cái ánh sáng đẹp nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui hộp nào. Đang là thủy tinh, người ta sở xước cho nên người ta bọc cái này, còn cái này là bằng cái phễu, là nó bằng nhựa nha, nên người ta để bên ngoài nó không có chảy xước, mà có chảy xước cũng không sao. Quan trọng là cái hạt châu này, thì cái hạt châu này người ta bó bằng một cái lớp phong bóng và chống sóc, chống chảy xước. Bây giờ mình sẽ mở cái lớp phong bóng này ra để xem cái hạt châu như thế nào. Đây, mình đặt hàng ở trên đó là có hai hạt châu. Đây chính là hai quả cầu thủy tinh dành cho các nước phong thủy. Nó nặng lắm nha, nó giống như cái viên bi mà mình dùng hồi xưa, mình bán hồi xưa, mà nó to rất là nhiều lần. Đây, nó kích thước là 5 cm. Và nhìn sơ qua cái hạt châu này các bạn có thể thấy nó như là một cái viên bi thủy tinh, nhưng nó bị vỡ bên trong vậy đó, nó bị nứt bên trong đó. Giống như người ta giống như mình làm rớt viên bi trên một sàn nhà, trên một cái nền cứng, nó sẽ bị vỡ bên trong. Nhưng bên ngoài á, bên trong thì nó như vậy, nhưng bên ngoài nó là mặt bằng phẳng nha, nó không có sần sùi hay là có biểu hiện là cái quả cầu thủy tinh này nó bị vỡ rồi. Đấy, nó làm như vậy để khi mà ánh sáng chiếu cái này, nó sẽ có hiệu ứng trên này, hiệu ứng ánh sáng trên này. Đấy, thì có hai quả cầu cho các bạn có thể thấy được là nó không giống nhau nha. Cái vết nứt này nó không giống nhau, vết nứt ở bên trong á, nó không giống nhau. Bên này cái quả cầu bên này thì vết nứt nó ít hơn, và bên này thì vết nứt nó lại nhiều hơn. Việc thay đổi cái vết nứt bên trong này và bên trong này, nó sẽ cho ta được cái những cái hiệu ứng ánh sáng nó khác nhau. Mình sẽ tiến hành lắp hai cái hạt châu này vào nước, vào cái phễu này, và bơm nước kèm theo ánh sáng đèn led nữa, để các bạn có thể so sánh được hai cái hạt châu này nó có ánh sáng như thế nào. Một hạt châu là có vết nứt ít và một hạt châu có vết nứt nhiều. Làm sao để có một hạt châu nặng như thế này có thể quay trên này và không bị xước hạt châu? Tại vì cái phễu này phải bằng nhựa, mà phải bằng nhựa khi mà ma sát xoay trên này thì có thể khả năng nó sẽ trầy cái phễu nhựa và trầy cái hạt châu này. Nguyên lý hoạt động của hạt châu này là như sau. Tức là hạt châu này nó sẽ đặt trên cái phễu này. Đấy, khi mà nước bơm từ dưới này lên, nó sẽ nâng hạt châu lên. Và trong quá trình nâng lên thì cái lượng nước nó đẩy, nó làm hạt châu xoay. Xoay theo cái hướng nước mà nó đưa ra thì nó sẽ xoay theo rất là nhiều hướng khác nhau. Và dưới này chúng ta sẽ lắp thêm một cái phễu đằng led dưới này nữa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nhé. Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái máy bơm. Trên cái máy bơm có cả cái đèn led nha, một bộ máy bơm có đèn led và một đường ống dây dẫn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đưa ống dây dẫn này vào trong cái phễu. Rồi, sau khi gắn ống dây dẫn này vào trong phễu, chúng ta sẽ lần qua cái đèn led này, lần qua cái lỗ của đèn led này. Đấy, ở những cái máy bơm mà có đèn led thì người ta thường là để một cái lỗ trống này để chúng ta có thể để cái phễu này vào trong này. Đấy, để khi mà nước lên á, khi ta để qua cầu này trên này á, thì nó sẽ phát ra nhiều ánh sáng rất là đẹp. Rồi tiếp theo ta sẽ gắn cái lỗ kia còn lại, cái ống kia còn lại vào cái máy bơm. Nước nó sẽ đẩy từ dưới đây lên trên, nó đẩy trên này nó sẽ nâng cái quả cầu lên, rồi nó làm xoay quả cầu. Và cái đèn led nó cũng làm cho quả cầu có hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời. Và bước cuối cùng chúng ta đó chính là đặt quả cầu lên trên này. Khi mà nước bơm lên thì quả cầu nó sẽ nâng lên và nó sẽ xoay. Đèn led nó sẽ chiếu vào quả cầu, nó tạo ra nhiều cái hiệu ứng ánh sáng. Rồi bây giờ mình tiến hành mình lắp luôn cái phễu bên này nha, cái đế bên này. Và chúng ta sẽ lắp cái đường dây dẫn ống nhựa này vào bên trong này, đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ lồng qua cái bộ đèn led này, đèn led của cái máy bơm đó. Đấy. Đó, sau khi chúng ta lồng vào đèn led máy bơm thì chúng ta sẽ gắn vào cái bơm. Đầu tiên mình sẽ đặt cái quả châu có
cái viền nứt mỏng nha, viền nứt ít. Và sau đó mình sẽ đặt cái quả trâu có viền nứt nhiều để các bạn sẽ so sánh nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bật nước lên. Đây, mới lên nè, các bạn thấy chưa, nó vẫn chưa xoay đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ để nó hỏng lên một xíu. Rồi chúng ta sẽ xoay. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó sẽ xoay và nó sẽ phát ra nhiều ánh sáng rất là đẹp. Khi mà thác nước phong thủy mà bỏ cái quả trâu này lên, nó xoay, thì chúng ta sẽ thấy cái bộ thác nước này nó thêm phần thú vị và thêm phần tuyệt vời. Đó là một phần không thể thiếu đối với các nước phong thủy. Hầu như các nước phong thủy đều có quả trâu này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, khi mình đặt lên thì quả trâu nó sẽ xoay như thế này đây. Rồi, và bây giờ mình sẽ thay cái quả trâu này với cái quả trâu mà có cái viền nứt nhiều nha, bên trong. Đây, các bạn thấy chưa? Xem cái hiệu ứng ánh sáng của hai quả này nó có khác nhau ở điểm nào. Và các bạn thích cái quả trâu nào hơn thì các bạn sẽ cho mình ý kiến nha. Nước nó văng ra ngoài, mình sẽ đặt cái này xuống rồi. Rồi, đây. Và xem quả trâu này đi. Và phải để nó thở lên một xíu nha. Thở lên một xíu cho nó mới quay được nha. Đấy, sau khi nó thở lên nó mới quay được. Rồi, ok. Rồi, sau đó các bạn hãy để thở lên nha. Rồi, các bạn đã thấy nó xoay chưa? Đấy. Rồi, như vậy là quả trâu của chúng ta đã xoay. Thì các bạn xem thử cái hai quả trâu này nó có hiệu ứng như thế nào nha, ánh sáng như thế nào nha. Một quả trâu có cái viền nứt ít và một trâu có cái viền nứt bên trong nhiều hơn. Đó, để tạo ra hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn hai quả trâu cùng một lúc để các bạn tiện so sánh hơn nha. Cái quả cầu bên tay trái của mình có vân nứt ít hơn quả cầu bên tay phải của mình. Đây là quả cầu bên tay phải của mình có vân nứt nhiều hơn và quả cầu bên tay trái của mình có vân nứt ít hơn. Thì các bạn hãy so sánh xem. Đối với cái vân nứt ít hơn và vân nứt nhiều hơn thì các bạn có thể hình dung được cái quả cầu nào có độ xoay đẹp hơn. Và mỗi quả cầu nó sẽ có những cái vân nứt khác nhau, không có quả cầu nào giống quả cầu nào hết. Khi các bạn mua thì các bạn có thể lựa chọn cho mình cái quả cầu có vân nứt nhiều hay là vân nứt ít thôi. Đấy, thì các bạn có thể thấy cái hiệu ứng ánh sáng và cái độ xoay của nó, thì cái quả cầu nào sẽ đẹp hơn. Thì vui lòng các bạn hãy comment bên dưới để cho mình ý kiến là bạn thích quả cầu nào nhé. Như vậy là Aiden đã chia sẻ cho các bạn nguyên tắc hoạt động của cầu vi tinh này. Và ở những video lần sau thì Aiden sẽ lắp những quả cầu vi tinh này vào trong các tác phong thủy, những cái hòn nam bộ hay là cái bàn cà mà Aiden sẽ sắp làm sắp tới đây. Và Aiden xin tạm dừng video tại đây, hẹn các bạn ở những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.